vlog cho mọi người. Thì mình thân đây mọi người, thì hôm bữa giờ mình bị ông Nhã kêu cho ta kêu bị ông Nhã hành hơi nhiều nha mọi người. hai clip liên tục luôn mọi người. Thì bây giờ hôm nay ổng đi đánh pizza mọi người. Thì giờ này ổng đi đánh pizza nè, giờ này là 6 giờ mấy rồi. Đây 6 giờ mấy rồi nhưng mà ổng chưa về đó mọi người. Bây giờ mình ở nhà mình buồn quá, mình có nghĩ ra được một cái màn cho này để mình cho ổng nha mọi người. Thì để bây giờ mình gọi ổng nha. Mình sẽ gọi ổng xong rồi mình kiểu như là mình sẽ làm bộ mình tắt cái mic đi để mà mình nói chuyện với người ta á, nhưng mà không phải, mình không tắt mà mình cố tình để cho ổng nghe luôn nha. Mọi người đợi mình xíu. Trời, đánh pizza gì mà không nghe luôn hết trời. Ổng đang đi đánh pizza mà. Alo. Alo. Nghe nè. Ủa anh về chưa? Gì vậy? Anh về chưa? Chưa, tí nữa mới về. Mà về đi nhậu chứ không có về nhà. Cái gì? Hả, anh còn đi nhậu nữa. Hả, anh còn đi nhậu nữa hả? Ừ. À. Ủa hả, không? Không tính về sớm hả? Về sớm gì vậy? Thì em hỏi gì á? Đâu có đâu. À, để em nghe điện thoại của mẹ cái. À, em nghe nè anh. À, Nhã đi chơi rồi. Tối nay hả? Tối nay em cũng rảnh, không có gì làm. Lát nghe nói là hình như là đi nhậu luôn á, nên là tối nay em cũng rảnh. À, đi nhậu hả? Chắc được á. À, ok. Vậy có gì à? Lát anh quanh đón em hả? Ừ. Cũng được nữa. Trời ơi, Nhã không có nghĩ gì đâu. Em với anh là bạn bè mà, đi hai đứa là bình thường. Tiếc chứ. À, vậy để em lên em tắm rửa em thay đồ rồi em nhắn anh qua đó em nha. Trời, Nhã đâu có tiền đâu mà rủ không đi. Trời, Nhã đâu có tiền đâu mà rủ không đi. Không đánh mà đau. Dạ. Rồi để em lên em tắm rửa em thay đồ cái. Rồi. Thôi tắt máy nha anh ơi, em đi em đi lên có một chuyện nha. Em mới nói chuyện ai vậy? Có đâu thôi em tắt à. Bây giờ mình tắt luôn, nhắn tin mình sẽ không trả lời, mình sẽ đi lên mình thay một bộ đồ ra để coi ổng có chạy về liền hay không. Ngồi đây. Tắt máy không nghe. Bây giờ mình sẽ đi lên mình thay đồ đẹp cho mình đợi ổng nha mọi người. Thử coi có chạy về không hay là không quan tâm luôn, để mình thử coi mọi người. Giờ mình sẽ đi lên. Ok mọi người, mình đã đặt được cái quay thì mình đã đi lên thay đồ. Chưa. Ủa? Sao vậy sớm vậy? Em đi đâu? Đâu? Em nói em đi đâu? Nói gì? Đừng có tưởng anh không biết. Là gì? Tự nhiên đi đâu anh không biết là gì? Em đi đâu mà mặc đồ kiểu vậy? Thì em gọi nhà em không được mặc đồ gì à? Tự nhiên gọi nhà bận rộn chuyện gì? Đẹp. Đẹp gì mà? Ủa gì mình sao nói đánh pizza? Mình đi đánh pizza. Sao vậy? Nãy đang nói chuyện thợ, ai điện em? Ai điện em? Nói chuyện cái đàn hoàng, ai điện em? Ai điện em? Anh cho em nói là mà nữa ai điện em? Hồi nãy lúc anh đang nghe điện thoại rồi em nói để xíu có điện thoại tắt hết đó, ai điện em? Ai điện em đâu, rồi sao nó đi nhậu?
Nhưng mà bây giờ không có đi nhậu nữa. Ai điện em hồi nãy? Nhậu hoài. Đi nhậu đi, em đâu có cấm anh đâu. Hồi nãy ai điện em? Lạ gì ông sầm gì trời. Ai điện em đâu? Em nói chị với đàng hoàng nha. Hỏi với anh hồi nãy ai điện em, nãy điện em. Nói cái gì vậy trời, ai đâu mà điện em. Hồi nãy anh nghe hết trơn rồi, có mà chối nữa gì. Anh muốn hỏi cho rõ thôi. Nghe cái gì? Thằng đó là thằng nào? Anh thằng nào? Đó là thằng nào? Thằng nào, thằng nào? Có rủ em tối nay đi chơi nè, thằng nào? Thằng nào? Cái con á. Em trả lời đi, để người ta biết rồi, thôi mình tự mình trả lời đi, chứ còn giả điên nữa chứ. Ủa chứ nãy rồi, em có chuyện hồi anh rồi, em nói rồi, em xíu em tắt mic mà chắc em không có tắt. Em nghe trên cái cuộc điện thoại của em rồi. Sao hả, hồi nãy em nói chuyện với mẹ em. Mẹ em rủ đi chơi hả? Mẹ em rủ đi chơi hai thằng với hai người á, biết là anh là con trai rồi không sao gì đâu hả? Người đó nói chuyện với quán pizza ổn quá, nghe lộn. Anh ra ngoài đường nghe hỏi chứ không vô quán pizza anh nghe. Coi chừng nghe chữ được chứ không, mà về đây bắt lỗi bắt phải người ta. Nghe có đúng sự thật không mà. Anh hỏi có không? Về đây bắt lỗi bắt phải. Anh hỏi có nói chuyện với thằng nào không? Anh có thằng nào đâu. Thề đi. Thề. Thề gì? Em thề em không nói chuyện với thằng nào hết á. Đi nhậu tiền. Em hề em nói chuyện như nào đi. Em hề em nói chuyện như nào đi. What the hell, what the hell. Tôi không hiểu, what the hell, what the hell. Tại vì em hề nói chuyện như nào. Em hề em không nói chuyện như nào đi. Em không, hồi nãy em không nói cái gì đi nhậu gì hai người có sao đâu, bạn em mày gì đâu. Em hề em hề không có nói câu đó đi. Thì có. Rồi sao nói mẹ em điện, sao người em gian dối vậy? Ý là hồi nãy mẹ điện nhưng mà không có bắt máy. Rồi bây giờ anh hỏi thằng đó là thằng nào? Thằng đừng nào là thằng nào đâu? Thằng nào rủ em đi nhậu, chắc tối. Bạn em. Bạn em rủ em đi nhậu chắc tối hả? Thì anh đi nhậu thì em cũng đi nhậu. Ủa anh đi nhậu với mấy thằng bạn anh? Ủa thì em đi nhậu với bạn em. Với thằng bạn em? Ủa anh đi nhậu mất cười luôn vậy? Ủa sao anh đi nhậu được mà anh không cho người ta đi nhậu? Ủa? Anh nó không cho em đi nhậu là em đi nhậu với mấy đứa gái bạn em bình thường. Thì nó là bạn em thì còn nó... Còn em đi với một nam một nữ mà đi nhậu, nhậu gì? Nhậu kiểu gì? Ê, điểm nó... Em nên nhớ là những cái mối quan hệ yêu nhau là bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt vậy á. Khùng quá, em sao yêu nó được? Em đừng nói chuyện kiểu vậy. Nhưng mà anh không đồng tình về cái vấn đề đó. Không, đã nói là... Em ở nhà. Ê, điểm vô duyên nha. Em thấy anh hơi bị vô duyên luôn á. Anh không cho em đi. Ủa tại sao bạn anh đi nhậu được, còn bạn em đi nhậu không được? Ủa bạn em phải gái đi gần cho em đi. Thì nó còn là em đi tiệc, đi đám gì đi thì em đi bình thường. Còn cái này em mà... đi có một thằng con trai còn với em là sao? Nhưng mà thì nó là bạn của em hồi đó giờ gọi chứ đâu phải mới đây đâu. Dạ anh đi kiếm nhỏ gái khác anh đi nhậu. Nhưng mà là bạn của em. Ủa được, nhưng mà là bạn của anh từ đó giờ. Bạn hậu của anh. Ok anh kiếm nhỏ là bạn hậu anh đi nhậu được không? Không. Đó giờ anh đi nhậu với mấy người trong tay em với vậy thì em cũng vậy, khỏi nói nhiều nha. Nhưng mà không có được, đã hẹn người ta gọi đấy, người ta tới tao đón đấy, tao tới tao đón em. Trời, có nói nhiều gì hết á. Anh làm gì anh thấy em khó xử không? Ai khó xử? Em khó xử anh có... riêng như em đi nhậu với trai con coi bọn đồ rồi quấy ngắn rồi hở hay kiểu vậy hả? Bình thường luôn á trời. Không có bình thường trong đây. Anh đang làm nó sao ta? Anh đang làm quá vấn đề. Em đừng nói chuyện như vậy, anh nói em không đi đó. Tại sao? Em đi là em đi á. Anh nói không đi đó. Em đi đó. Em đi đó. Alo. À tới hồi trước rồi hả? Để tôi ra nha. À ok. Đợi ngay chỗ cái điện. Hồi nào tới? Mày là thằng nào? Thôi cái đi, tao đi ra liền. Mày rủ ghế lên nhậu. Em đi à? Em ngồi đó. Xếp về. Em ngồi đó.
nhân viên kiểu gì? Thì nó buồn thì nó rủ em nhậu. Buồn á, họ chậm cái mỏ nó bây giờ cho nó buồn hơn luôn á. Trời sao kỳ vậy trời. Sao hồi đó giờ em có kỳ với ông vậy đâu mà giờ anh kỳ với em vậy? Đó giờ em có nhậu với gái không? Không, cái này là tự tại anh chứ bộ. Nhưng em đâu có biết. Vậy là từ bây giờ được đi đúng không? Không không, hồi đó giờ có đi rồi giờ không có đi. Con người mà đừng vô lý vậy. Anh cứ làm vô lý á. Anh kia ở nhà. Còn thằng này vô đây rước em, kêu nó chạy vô tới nhà mày rước em. Mình để đi, kêu nó chạy vô đây này rước em. Thì quá à, anh làm ơn, anh y giùm em một cái đi luôn. Anh phải gọi là anh chưa duyên thiệt luôn á trời. Em đang cố tình em gây chuyện đó. Bữa nay ngày hôm nay mà em đi là mối quan hệ này nó phức tạp đó. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Phức tạp chị, bị khủng gì là có chuyện lớn luôn đó, có chuyện lớn luôn đó. Chuyện lớn gì? Em nghĩ chuyện em quen anh mà đi nhậu với thằng khác là sao? Bình thường. Không có gì bình thường đây đó. Alo. Ừ, đứng nó đi, để xíu tôi nghe. Em đi một xíu về. Anh không nói chơi với em nha. Bây giờ là 6 giờ mấy rồi. Em đi hỏi lên. Thì em đi tới 8, 9 giờ em về. Anh đâu không có nói chơi với em nha. Người ta đi nhậu. Người ta phải làm sao? Người ta đi nhậu chứ bộ, phải người ta đi làm cái gì mờ ám đâu. Ủa em đi nhậu quen anh mà em đi nhậu với trai em phiền hả? Em là anh phiền hả? Cái gì nữa? Cho dù không mờ ám gì nữa, cái cuộc nhậu đó ví dụ bây giờ mới có bạn bè em thêm về với đứa con gái nữa cái... thì được. Còn này có mình em đi với một nam một nữ rồi đi nhau đi đâu. Bây giờ anh có bận thì có bữa nay anh nó đi nhậu thì lát anh đi nhậu rồi em nhà có một mình với thêm đi nhậu mà... em bước cái khẩu nhà này lên sơn trên mặt anh không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Tại sao trời hiển nhiên tao đã giờ chi quỷ em kêu đi vô đây nè. Em kêu nó vô đây hướng em nè. Nó đi xe hơi, nó đậu ngoài ngoài á. Đi xe hơi, lừa bộ đi hướng em. Anh bị khùng á, tự nhiên bắt bay vô đây hướng mình. Tự đi ngoài. Em đừng có cái kiểu mà tham vào chỗ đó nha. Hồi nãy em nói chuyện với nó sao, em nói đừng rủ anh nghèo lắm, người rủ anh có tiền đâu. Em nói chuyện kiểu gì vậy? Thì em có tiền, em có tiền. Thì em có tiền. Ngày xưa em nói em thương có anh thôi, không ai ngoài anh nữa. Có tiền không? Bây giờ không có, như thế này có. Nhưng mà cũng có đủ tiền đi ăn mặc hàng ngày thôi. Ăn mặc đồ là em có mua thêm đâu, ăn mặc hàng ngày là gì? Sao mua thêm? Em đừng có nói chuyện với nó nha. Rồi bây giờ em thích nói gì mê thì ok, nói thẳng một câu, rồi đi với nó. Không có thích cũng có mê, nhưng mà bạn bè của tao. Em so sánh chuyện đó với anh làm gì? Nhưng mà bạn bè tao lâu lâu tao cũng nhậu. Bạn bè em nói chuyện kiểu đó, em không biết làm cho anh buồn hay gì. Rồi anh ăn giờ xíu bước ra khỏi nhà thì đừng nhìn mặt anh. Anh ăn giờ xíu đi về. Anh không có giỡn nha em. Anh đang có vui. Thì em hỏi anh ăn gì không xíu không. Về. Đi ăn đi ạ. Đi thiệt á. Kén lại á. Tùy. Kén lại. Thì anh kén lại đi, em không đi nữa. Thì em không đi, em mới lại đi. Nhưng mà anh kén lại. Rồi thằng đó lần nào em nhắn tin nó lâu chưa? Điện thoại nó lâu chưa? Bạn em là bạn sao? Đó giờ nó không biết thằng nào bạn em hết trơn. Anh giống như con em điều tra vậy á. Anh đó giờ không biết thằng nào bạn em hết trơn á. Bây giờ anh kén lại đi. Không có kén. Em có chân em tự đi được, anh nói không cho em đi thôi. Nhưng mà anh kén em lại đi. Không. Cản thiện không? Đi. Đi đó luôn đi. Bây giờ anh cản lại đi, em sẽ suy nghĩ lại. Quyết định em từ bắt đầu, em nhắn tin với anh này cũng lâu rồi. Ê, bị khùng á. Có đâu, bây giờ. Sống kiểu đó của em, đi xe hơi rồi. Bây giờ, ê, nó vô. Ê, 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 không nhận em thiệt á, không nhận em con người của em bình thường. Ủa làm gì sủa quậy vậy không á? Nó đang nhìn em với con người khác á.
Bây giờ bây giờ ăn chạy. Giờ đi 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 đi. Vậy em đi, anh dậy sao em giúp đi. Anh mình hả? Anh không bình thường. Đi xong rồi tự động thấy ba lô đổ ngoài là hiểu rồi. Ủa tại sao? Hôm qua anh đi nhậu với trai em, tại sao là tại sao? Rồi tại em đi nhậu với trai đó rồi sao? Thì đi đi. Sao quằn ngoài vậy trời? Em có chân, em có tự do, em có quyền đi. Anh ơi, em đi rồi nè anh. Anh có buồn không? Anh em đi anh có buồn không? Có nhớ em không? Sao bữa nay em nhây như vậy? Em muốn đi thì em đi đi. Anh nhớ em không? Anh nhớ em thì em ở lại. Nhớ dung gì kiểu gì người vậy chứ. Ủa kiểu người vậy là kiểu người sao? Kiểu người vậy là kiểu người sao? Hả? Cười rồi chứ phái. Chị phát chơi. Phái rồi. Đây mọi người, đây là gương mặt của thanh niên bị cho nè mọi người. Bạn nào làm gì có bạn nam nào? Khùng. Em sống kiểu đó rồi thôi. Thôi xa nổi gặp anh em, đi. Em chứ thương anh nhất. Rồi bớt đi. Ôi nước miếng không thấy gớm quá à. Ê, sao cho người ta được xong tới người ta cho lại cái mặt kỳ vậy? Bực bội. Tao đang đi quýnh pizza rồi cái điện vậy đó. Vậy gì? Lại chưa quýnh xong chạy về. Ủa ai mượn anh? Kèo nhậu nhẹt gì luôn. Ai mượn anh chạy về? Ủa giờ anh, ủa, anh đi anh nhậu? Anh không chạy về, có biết em đi với ai? Ờ, tại anh, anh ghen á, nên là anh mới chạy về đúng không? Anh không chạy về em mới có vấn đề á. Trời, thấy ghê quá à. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip trên của mình nha mọi người. Nếu mọi người thấy ý tưởng của mình nè, em đi ra đây mở nè. Đi đâu? Đây em cậu đó nè. Khùng khùng. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip trên của mình nha. Nếu mọi người thấy clip này hay thì để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha mọi người. Mọi người có bạn trai nào bá đạo không lên nhã thì nhớ tin cho mình nha. Còn bây giờ chào em biết mọi người nha. Bye bye.